Trong buổi chiều nay, mật độ xe gắn máy và ô tô từ các tỉnh Trà Vinh, Sóc Trăng, Bến Tre, Vĩnh Long lưu thông theo quốc lộ 60 qua cầu Rạch Miễu đổ về phía Tiền Giang tăng đột biến. Đồng thời xảy ra một vụ va chạm giao thông trên cây cầu này nên gây ùn ứ giao thông gần chân cầu Rạch Miễu. Trạm thu phí BOT cầu Rạch Miễu phải hai lần xả trạm để giải phóng bớt phương tiện không để xảy ra ùn ứ giao thông. Cụ thể, dừng thu phí là 246 từ 15:22 đến 15:31 và từ 16:54 đến 17:07. Lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh Tiền Giang và Bến Tre điều tiết cho ô tô ưu tiên đi từ phía tỉnh Bến Tre qua Tiền Giang. Các lực lượng chức năng cho biết ngày mai 4 tháng 9, mật độ phương tiện từ hướng Bến Tre qua cầu Rạch Miễu tiếp tục ở mức cao, nên khuyến cáo tài xế tránh qua cầu Rạch Miễu vào giờ cao điểm để giảm thiểu phương tiện, đồng thời nên làm chủ tốc độ khi qua cầu để tránh xảy ra va quẹt và tai nạn giao thông. Chiều nay trên quốc lộ 1 địa bàn tỉnh Tiền Giang, phương tiện từ miền Tây về thành phố Hồ Chí Minh cũng gia tăng, kết hợp với mưa to gây ngập nước một số khu vực nên cũng gây cản trở lưu thông, một số điểm nóng xảy ra ùn ứ giao thông cục bộ.